Ngày hôm nay, Ro cùng với tứ trụ Hero Team sẽ thử thách sinh tồn trong Minecraft. Nhưng mà không phải là một video sinh tồn bình thường, tại vì có một cái bí mật nho nhỏ chỉ có Ro và các bạn biết mà thôi. Đó chính là Ro sẽ trở thành một đấng toàn năng, một đấng tối cao có quyền vận hành vũ trụ thế giới Minecraft. Các bạn hãy tưởng tượng xem bạn bè của các bạn sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra những cái lốc nó tự đặt, và người đặt những cái lốc đó lại chính là các bạn, nhưng mà bạn bè các bạn lại không trông thấy các bạn như thế nào. Và đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng những con quái vật trong Minecraft sinh ra từ đâu chưa, hay là một đấng toàn năng nào đó đã tạo ra chúng nó? Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ giải đáp điều đó nha. Này, đã ghé qua kênh của tôi rồi thì đừng quên để lại một like với một subscribe cho kênh của tôi nha, bởi vì điều đó là miễn phí đó. Và cái video này chỉ mang tính chất giải trí thôi chứ không có cổ xí cho bất kỳ hành động nào nha mấy anh hai. Chúc mấy anh hai có video vui vẻ. Yo, có là dịch ơi. Em bông là ai là bá chủ sinh tồn, trả lời mau, ai là bá chủ sinh tồn? Em trước luôn á, em không sợ. Này thì dịch này. Trời ơi, có là đừng đánh nhau nữa. Dịch thì chứ, bây giờ dễ nước, mày không bao giờ sống được trên bờ, xuống nước đây. Ok, hello everyone, mà mọi người thấy không, hiện tại là anh em mọi người đá giá, sao đánh luôn tôi vậy? Đánh luôn tôi, cái đầu xanh. Ôi, tại là anh em bọn mình đang ở trong một cái world sinh tồn anh em mà. Thì ở trong đây là mọi người hay sinh tồn bình thường, nhưng nó khác một cái là cái world sinh tồn này bị giới hạn lock này nè anh em. Là mình chỉ còn phải đi đào cây chặt gỗ thôi. Bây giờ là mình phải tìm cách để mình đi ra khỏi cái world này anh em. Đi chặt gỗ đi anh em. Người ta chỉ cần giới thiệu bọn mình hôm nay chơi Sky Block được rồi. Đúng rồi, cái này là Sky Block. Ủa cái này Sky Block hả mọi người? Còn giới hạn gì lên Sky Block mà. Em đi bắt cá nha, em đi bắt cá mọi người làm đi nha. Ok anh em ạ, anh em không có nhìn nhầm đâu, không mê nhìn nhầm. Tôi vừa mới bước qua một cánh cổng. Và anh em biết đây là căn phòng của ai không? Đúng rồi, đây là căn phòng của Đức Chúa Trời anh em ạ. Anh em có nghe đến Hội Giáo Đơ Thánh Đức Chúa Trời không anh em? Hiện tại tôi đang là người điều khiển toàn thế giới này, anh em nhìn nè. Đó, tất cả mọi người đang sinh tồn rất là bình thường nè, đúng không? Đấy, ôi dịch đang chặt gỗ nè. Mọi người ơi, đào khoáng sản đi, mình còn đi kiếm thịt ăn nữa, đói quá à. Bù siêng năng, có làm thì mới có ăn. Muốn ăn mà không muốn làm như Phong Thuận chỉ có ăn cát, ăn đồng bằng nhá. Trời ơi, sao hôm nay bầu trời lại đẹp vậy ta? Mình chỉ muốn ngắm bầu trời mà không muốn làm việc gì hết. Đi đào đất đi nè, để trồng cây. Ủa sao đất này kỳ vậy? Sao ta đào từ nãy giờ mà qua đi qua lại nó vẫn còn nguyên vậy? Ok đây, mình sẽ cho dịch. Trời ơi, giờ đang xây hồ bơi hả? Ủa mà xanh xây gì mà anh đào hồi nhỏ xíu hả? Cái nào là có ma rồi, đất nó từ mọc lên kìa. Làm gì có ma. Làm hết, ủa nó mà mọc sau lưng mình kìa. Trời ơi, em tôi nói mọi người nghe nha. Giỡn, đừng có giỡn đâu, trời cứ đào xuống cứ lắp lại cho mấy thằng khùng á. Trời ơi, má. Nè, đất, con này đang nhìn nè. Gì vậy? Ôi, Phong ơi, Phong là ở thật, nó xin mình bốn mất luôn. Ai phải ông làm ở thật gì vậy? Tôi nói cho hai người biết nha, tôi không có ăn nhiều nổi mà tôi quăng quả bơm, nổ anh chứ. Nè, hai ông làm cái gì vậy? Cho tôi hoài. Tính ở trên đảo làm gì có sắt đâu mà làm được hàng rào. Trời ơi, ở đây á, thì một mình anh là người khỏe mạnh nhất, sinh tồn pro nhất, anh có phép thuật là biết phép thuật gì không? Cái gì? Phép thuật win and chen tích của Phong Thịnh bên đây. Sao mọi người hại em hoài vậy? Ủa xin lỗi anh em không có gì đâu. Xin tổng mà dịch dám dùng là anh vô dịch chịu hồi con clip. Không được. Mà tự giết mình á. Ê mọi người ơi, bên dưới này có cái hang rộng lắm nè mọi người ơi. Xuống đây đào được nè, em nghe tiếng zombie dưới đây nè. Ủa dưới đây có lắm. Đúng rồi, ở bên dưới này có hang nè, xuống đây đào được nhiều đồ. Aaaa! Cái gì vậy? Sao mới thấy zombie ở trong dưới hang mà sao giờ xuất hiện đây rồi? Trời ơi trời, ủa kỳ vậy? Anh Ro rồi, kêu ổng đến đây phụ một mình coi anh. Ủa, sao nãy ông thấy không vậy? Ro đâu rồi? Rồi, chắc là Ro lười biến, Ro out game mất tiêu rồi, trời. Ro lười quá à. Trời ơi đây, tụi mày dám giết dịch tụi tao hả? Tao sẽ tiêu diệt tụi mày. Trời trời này vui quá em ạ. Mọi người bẻ nhỏ quá. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi gọi là xạ thủ số 1 Minecraft nè anh em. Thôi ơi trời, bực thật sự luôn á. Ê, Tao cần để tôi cứu không? Đấy. Ui. Không làm gì được tao, tôi chặn đường tao rồi, mày không làm gì được tao đâu. Trời đất ơi, tại sao lại nấp vô đó chứ phải bảo vệ tôi chứ. Chị kỳ vậy. Phải hôm nãy bà mới kêu để tôi bảo vệ ông hả? Thì chắc phải ra đỡ chứ. Ủa gì đó? Ê, mà
để tôi. Ây, nó bắn vô đít tôi. À, đau à. Trời ơi. Ê, Phong ơi, dưới kia có một cái hầm mỏ này, Phong ơi, dưới này nè. Có hả? Xuống. Wow. Hốt lẹ, Phong ơi, dưới này nhiều đồ lắm luôn á. Toàn quặng này luôn, mình có thể chế ra được này. Ôi, có một con nhện nè. Hello, dễ thương kìa. Để xem ơi, thì có phải đứng trên khe lâu con nhện này. Nhìn đi. Tại sao con nhện này nó nhiều dữ vậy? Dịch rất sợ nhện anh em ạ. Dịch rất là sợ nhện. Ui, Phong nhiều nhện. Em còn có một máu rồi, giờ em không để nó cắn em được đâu. Vậy em có đủ một máu à? Biết mày nhận luôn là sao nhận? Ủa mình nhớ là nhện hang ở dưới hầm mỏ là nhện màu xanh mà sao bây giờ nó có mượn nhện màu đen ta? Ủa mày mà nhìn đây tại sao mà gọi là mũi tên đâu bắn vô người em mà giờ người em nhìn giống con nhím vậy? Quá trời! Đâu là bắn em á? À mà lấy cái này nguy hiểm quá. Quái vật trong hầm này xuất hiện không một lý do nào hết. Trời ơi! Phát hiện rương rồi, phát hiện rương rồi anh em ơi. Ở đây có một cái rương này Phong ơi. Đâu? Ném qua vậy. Rương này giàu quá trời quá đất, Phong chở gì hết? À em mới lấy hết rồi anh. À, con nhện thì đuổi em á. Rồi sao anh kẹt đầu vô cái cái mang vậy, em bị kẹt luôn rồi Phong ơi, cứu anh nhanh. Thôi ở đó đi, không ai cứu anh nổi đâu. Ây à, ây. Rồi sao hôm nay không cứu tình anh em. Duyên số sinh ra chúng mình phải chết rồi. Sao nhiều zombie hả? Sao nhiều zombie hả? Em sẽ sử dụng đến vũ khí âm thanh. Mèo. Đi đi coi vậy. Thả em ra. Mèo, con chưa sợ thì. Chết rồi. Sao cảm thấy zombie xuất hiện nhiều một cách bất thường hay không? Em không biết thôi, mình chạy mình chạy. Thôi mọi người ơi, thôi bây giờ mình không lên đi tào lao nữa đâu mọi người ơi. Bây giờ mình xuống dưới kia mình chết hoài ở đâu có được đâu. Vậy giờ mình đi đâu? Bây giờ mình sẽ phải làm một cái thử thách mới bây giờ. Ở mọi người nhìn thấy ở đây nè, nó có một cái cánh cổng, cổng này là cổng địa ngục. Bây giờ chúng ta thử xuống dưới địa ngục, biết đâu chúng ta lại tìm thấy vũ khí để có thể sinh tồn tốt hơn thì sao, đúng không? Hợp lý. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử thách xuống dưới địa ngục. Hả, nói gì? Em nghe nói là ở bên dưới nó có mấy con heo, anh mình quăng cho nó cục vàng, nó sẽ cho mình đồ. Quăng cho con heo cục vàng là nó cho mình đồ. Ủa sao anh quăng cho Timmy hoài đâu, tranh gì đâu? Trời, đang đắm á. Nó duyên quá trời luôn á. Thôi, tao lắm quá, anh để anh đặt cổng xuống dưới địa ngục nè. Đặt phải chính xác là đặt sai cái là chết luôn nè. Đó, ok. Thì có công nhận với em rằng là Timmy, em luôn nghĩ Timmy là gọi là sao ta, cái linh vật của Timmy là con heo chứ phải con cừu không? Ờ đúng rồi, Timmy anh nghĩ con heo á. Bây giờ sẽ có 3 người nè, 2 nam 1 nữ là cho mèo Timmy thắp sáng niềm đam mê. Ui, đi ngủ anh em ạ. Dưới mọi người. Ok. Ủa số cụm này lạ vậy hả? Ủa, đi qua cái mực luôn. Đúng là cẩu dữ vậy. À, mọi người, chúng ta đang chơi ở phiên bản 1.16 mà. Em không, ông chạy qua đây, chạy qua đây nè. Nhìn đây nè. Ủa nó ảo quá à. Ảo quá trời luôn á. Ủa sao đợt lo vậy? Đợt đó. Ủa có một. Ôi, anh có ơi. Chúng nó chân nhỏ Phong ơi. Cho mày chết luôn. Người ta hiền lành, ông quýnh người ta chi, xong ta quýnh ông lại không la. Ai biết đâu con heo nhìn thấy anh đẹp trai luôn, mấy trai nói nhìn chưa. Thôi bây giờ anh có cục vàng không, anh cho đi, tự động nó cho anh đồ. Anh có cục vàng, nhưng mà cục vàng này thiếu. No. Ủa sao dưới địa ngục có cả creeper vậy? Anh đừng quýnh nó đồ. Anh giờ cho anh đừng quýnh nó nữa. Em lại anh. Ok, anh sẽ không quýnh nó nữa, anh sẽ đứng im à. Trời ơi, đánh một hồi xong bắt đầu mới giết nó nên mệt quá trời quá đất luôn. Chết rồi à. Ủa khoan mọi người, tại sao địa ngục lại có creeper vậy, hư cấu vậy à? Mình thấy nó hư cấu lắm nha. Chắc chắn là có một ai đó đang theo dõi chúng ta. Mình cảm thấy giống như kiểu chúng ta đang bị điều khiển đây. Đúng vậy, em nghi lắm nha, từ nãy giờ ông Rô ông biến mất. Chắc chắn là ông ra bên ngoài, ông cài đặt cái game này lại thành game siêu khó. Có lẽ nào em đã quên đi. Nó cũng không thể nào mà xuất hiện một cách ly kỳ như thế được. Mọi người bây giờ mình chạy đằng sau của cái cửa cánh cổng có gì thú vị không? Ai sao nó vẫn chạy vậy? Oh my god. Ủa giờ sao đây mọi người? Địa ngục lại sinh ra creeper nghe hư cấu không? Hư cấu quá trời, hư cấu luôn. Ê, nó có qua đây không nhỉ? Em đi ngủ. Ở nhà an toàn nhất. Đi vô.
Vô nhà Sim ơi, vô nhà trang tàng Sim ơi, ngoài đó zombie nhiều lắm. Mà quái vật vào được, mặt của mình cửa anh em không phải lo vào đây. Ây 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 ây. Trời đất ơi, nó ghê quá trời. Mình cảm giác như kiểu chúng ta đang bị theo dõi và cái thế giới này nó không hề an toàn đâu mọi người ơi. Chắc chắn là ai đó. Ai đó đang theo dõi và đang gọi là hãm hại chúng ta. Em đi lắm. Từ nãy giờ nó không xuất hiện gì. Đúng rồi. Vậy. Đồ đâu? Sau một hồi anh em chúng ta đi mai thì bây giờ chúng ta đã kiếm được rất nhiều đồ rồi. Anh em chúng ta cùng nhau đi giết rồng và phá đảo kia bên đâu đi. Let's go. Hello Enderman, hello. Đúng là thế giới DN anh em ạ. Vừa xuống phát là gặp Enderman dưới đây luôn nè. Hello. Ai, chà chà, quên mất. Còn mọi người ở đây nữa, quên. Ok anh em ạ, bây giờ mình sẽ cho mọi người biết được sự thật của thế giới này như thế nào anh em ạ. Hello. Hello everyone. Ai vô, what the hell, sao lại đây? Hello everybody. Ủa sao không đón to con rồng lì anh ơi. Hello mọi người. Ôi nãy giờ mọi người đi xem tổng vui không? Ủa cái gì mà nó bự dữ vậy? Ây ra cái ổng là người đã cho anh em mình đó anh ơi. Trời anh người ấy như kiểu Titan khổng lồ vậy. Em không có trên ở trong cái thế giới này. Em là đức chúa trời. Em có được quyền toàn năng điều khiển mọi thứ. Nên là mọi người cố gắng đánh bại dòng nha. Và tất nhiên là em sẽ phá mọi người. Rồi xong chơi game đã khó rồi gặp thằng Ai Dụ nó còn mệt hơn. Rồi biết là nó đòi là đức chúa trời luôn rồi. Mai mốt nó làm thành cái gì trời ơi. Trời ơi có một người rất là tâm linh anh em. Tự nhiên tôi nhìn thấy một hiện tượng lạ. Một ông thánh biết nói tiếng Việt. Trời đất ơi, trời ơi thả đi em ra coi. Hôm nay Mr. Nhật và Phong cùng với mèo Simi đã đứng tại Fountain Valley ở giữa địa ngục ở đâu giữa The End và gặp một ông thánh đức chúa trời trên mặt đông yêu ơi có hình trái tim và ông ấy nói tiếng Việt. Ờ kìa mọi người, đánh bài đồng đi nào, muốn phá đảo game phải đánh bài đồng chứ. Đồng nó bay xuống. Tính ra đánh nó bay xuống là khó. Đánh thằng Ai Dụ sao đánh chơi. Mọi người lâu quá mà không cho Minecraft mọi người quên mất một thứ gì à. Trời để em gửi cho mọi người nha. Muốn đánh đồng bắn cái cục kia trước đi mấy ba. Gì vậy sao bắn? Ủa qua ai có cục tê đâu á. Anh em có thể bắn cùng tôi cục đấy không? Trời vô đi em không chuẩn bị cung mấy má. Vậy là chết là đúng rồi à. Chết là đúng rồi à. Vì đi xin tồn trong cái game này dễ sao mà vừa phải xin tồn vừa phải chống cái thằng Ai Dụ á. Chết là à. Oh no. Xuống dưới luôn mọi người á. Mình về nhà luôn, mình không xây tổ nữa, mình ở nhà đi ngủ luôn. Em ăn game luôn, em ăn game luôn. Người ta chơi đồng đội sinh tồn cùng nhau. Đây có thành thằng đòi làm đức chúa trời không chơi mình đi. Anh em có cảm thấy con boss này nó thú vị không? Em nếu anh em tải bó về, anh em có thể trở thành một đấng toàn năng, một người lãnh đạo một vùng đất, một thế giới luôn. Quá tuyệt vời đúng không anh em ơi? Và anh em cảm thấy video game này như thế nào? Ấy mình trồn tứ trụ có đỉnh cao anh em. Anh em đừng quên đây là bình luận phía bên dưới cho tôi biết nha. Và anh em thấy ai là người bị trồn mà hài hước nhất thì anh em bình luận tên người đó bên dưới, ví dụ như Simi mới thì là Phong Cẩn nha. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp. Bye bye.